Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền cũng như là Đức Kiên đã có mặt tại showroom của Mark Home, có địa chỉ tại số 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và tại đây chúng tôi có trưng bày tất cả các trang thiết bị vệ sinh cũng như là những vật liệu mà do Mark Home sản xuất và phân phối độc quyền. Và ngày hôm nay thì Ngọc Huyền cũng như Đức Kiên ạ rất vui mừng khi được đồng hành cùng với quý vị để ghé thăm các công trình thực tế do Mark Home của chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến ghé thăm mảnh đất Ninh Bình để ghé thăm công trình kiến trúc của nhà anh Hướng. Vậy thì bây giờ không mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng nhau xuất phát nhé. Xin mời. Quý vị thân mến, như vậy là sau một khoảng thời gian dài chúng tôi di chuyển thì cũng đã đến được công trình của gia đình anh Hướng có địa chỉ tại Ninh Bình rồi. Và ở đây thì chúng tôi cũng đang bước trên một con đường khá là lớn, tuy nhiên thì cũng là một con đường trong ngõ. Thế là chắc chắn rằng là công trình của chúng ta sẽ là một cái công trình mà xung quanh là một cái khoảng không gian cực kỳ là thoải mái, yên tĩnh rồi. Nhưng mà mặc dù là trong ngõ quý vị nhá, nhưng mà ở đây thì có thể thoải mái cho hai xe ô tô tránh nhau. Và chúng tôi thì đang đứng ở cái khu vực đó chính là cổng chính của công trình này. Phần cổng này thì quý vị có thể thấy ạ, được thiết kế theo cái phong cách tân cổ điển đúng không ạ? Bằng cách là sẽ sử dụng hai cái hệ thống cánh cổng được làm bằng chất liệu đó chính là nhôm đúc nghệ thuật. Và Ngọc Huyền có để ý không? Khi mà tôi đến đây là tôi cực kỳ là ấn tượng với một cái biển để ngay phía trước ngôi nhà như này. Đó chính là mô hình nhà sạch vườn đẹp và có được rất nhiều những cơ quan chức năng phía bên trên có đề tên ở đây nữa. Thì chắc chắn là đây là một cái công trình nổi bật trong nhất khu rồi. Và thực sự thì khi mà Ngọc Huyền thấy được rằng là cái mô hình nhà sạch vườn đẹp này thì cũng rất là khá là tò mò đi ạ. Không biết là bên trong có những cái gì mà được nhiều hội chứng nhận như thế. Vậy thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta vào phía bên trong để khám phá nhé. Wow, khi mà bước vào đây nhá, thì một cái không gian vô cùng rộng rãi đúng không ạ? Với lại khoảng sân vườn rất là lớn này. Đặc biệt là căn nhà của chúng ta thì sẽ được nằm trong một cái khuôn đất theo cái hướng rất là vuông vắn như thế này. Thì các kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế này, đẩy lùi công trình một bên. Còn lại thì phía mặt trước này, cũng như là một bên này thì sẽ là một cái khu vực để chúng ta có thể là bố trí sân vườn cũng như tiểu cảnh. Đúng với tính chất của một ngôi nhà vườn đúng không? Là chúng ta sẽ có một cái khu vườn như vậy để có thể trồng thêm rất nhiều cây này, rau này, đặc biệt là dành cho gia đình mà chúng ta có gia chủ ở đây sử dụng, đó chính là hai ông bà cũng khá là cao tuổi rồi. Mà không phải ở phía bên này chúng ta sẽ có một cái vườn rất là lớn đâu nhá. Mà ngay cả ở phía trước căn nhà nữa, chúng tôi cũng có thiết kế cho gia chủ là những cái bồn hoa để có thể là trồng hoa. Nhưng tôi có để ý đây, ở dưới này có một trồng cái hàng cúc này. Còn ở ngay phía bên này nữa thì chúng ta sẽ có thêm một cái mảng vườn nữa. Mảng vườn này thì nó sẽ nhỏ hơn mảng vườn bên kia thôi. Nhưng mà đây nó cũng là một cái nơi để gia đình có thể là trồng cây ăn quả này, cũng như trồng rau này. Và chúng ta có thể thấy là ở ngôi nhà này nhá, bao phủ khoảng tầm là 4 mặt, đều là có cây xanh hết, đều có vườn hết. Thì cảm thấy là một ngôi nhà của chúng ta là nó sẽ tràn ngập cái màu sắc của thiên nhiên đúng không? Rất là mát mẻ. Và không chỉ được bao quanh bởi sân vườn đâu, mà bao quanh dưới sàn sân của chúng ta cũng được lát hoàn toàn bằng gạch ceramic chống trơn. Thì cái việc mà chúng ta di chuyển trên này sẽ cảm giác cực kỳ là an toàn, đặc biệt là dành cho những gia đình mà có người già hay là trẻ em nữa. Và đấy chính là cái khuôn viên của công trình chúng ta rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cái nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay. Đó là một cái ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với lại hệ mái Nhật 2 tầng. Và quý vị có thể để ý rằng là khi mà chúng ta kết hợp với cả là hệ mái Nhật rồi ấy, nhưng mà tuy nhiên phía bên trên của chúng ta cũng có một cái vách lam, một cái hệ lam bê tông kết hợp với cả kính cường lực nữa. Thì cái điều này nó sẽ tạo ra một cái kiểu cách cực kỳ là khác biệt dành cho những ngôi nhà mái Nhật. Và đối với công trình của chúng ta thì có chiều rộng đó chính là 10m, chiều sâu là 15,6m. Như vậy là chúng ta có tổng diện tích cả hai mặt sàn lên tới 310m². Và bên cạnh đó chúng ta có kết cấu chiều cao của ngôi nhà có chiều cao tổng cộng là hơn 11m, trong đó dành tới 750mm là hệ thống bậc ngũ cấp. Chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,9m, tầng 2 là 3,6m. Và riêng phần mái Nhật của chúng ta thôi là đã đầu tư tới 2m rồi. Một cái ngôi nhà mà có diện tích rất là lớn này, cũng như là một cái chiều cao cũng rất là tương đối nữa, thì ngôi nhà của chúng ta thì sẽ bao phủ lên toàn bộ, đó chính là cái màu sơn màu kem ạ. Một cái màu mà nó không phải là màu trắng ngà nhá như các công trình khác, mà đây là màu kem này. Thì Ngọc Huyền đánh giá được rằng là với cái màu kem như thế này thì khi mà để trong cái công trình mà mang cái phong cách tân cổ điển rất là phù hợp rồi, đúng không ạ?
Chính xác, bởi vì là chúng ta còn có thể kết hợp với cả là những cái hệ thống đèn dọi, đèn downlight này. Và đặc biệt là chúng ta sử dụng hệ mái là mái Nhật thì ngay phía bên dưới chúng ta lắp được rất nhiều những cái đèn downlight xung quanh ngôi nhà. Và vào buổi tối nếu như mà chúng ta mở ra những cái ánh đèn này thì nó sẽ tạo ra một sự tương phản đối với tất cả những cái mảng tường với tông màu sáng xung quanh. Còn đây thì chính là cái phần sảnh chính của chúng ta. Tiến gần đến khu vực sảnh chính này thì cái đầu tiên là ấn tượng ấy, đó chính là hai hệ thống cột trụ ở phía hai bên này được thiết kế rất là lớn, rất là vuông vức. Và bên trên cái thân cột ấy, thì sẽ có thiết kế những cái đường phào chỉ nó rất là nhẹ nhàng, tô điểm trên phần thân cột của chúng ta thì nó sẽ góp phần là mang nổi bật cái phong cách tân cổ điển này. Và bên cạnh đó thì nó lại cũng rất là nhã nhặn và tạo một sự thu hút, đúng không? Mặc dù là rất đơn giản thôi nhưng mà lại cực kỳ là cuốn hút rồi với cái phong cách tân cổ điển. Còn ở phía dưới, sàn của chúng ta đều được lát bằng đá granite. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng chất liệu đá granite như thế này thì nó sẽ giúp chống chịu cái tác động của môi trường rất là lớn. Với những cái công trình nào mà chúng ta có cái ánh nắng chiếu vào công trình chẳng hạn, thì khi mà chúng ta sử dụng đá granite như này thì không lo cái vấn đề như là bị rộp, bị vỡ, thậm chí là bị nổ cái sàn nhà của chúng ta. Và có thêm một cái chi tiết nữa Ngọc Huyền có muốn giới thiệu với quý vị, đó chính là toàn bộ cái phần chân công trình như thế này thì sẽ được ốp hoàn toàn bằng chất liệu đó chính là gạch thẻ để đảm bảo chân công trình của chúng ta khỏi hiện trạng như rêu mốc hay nứt vỡ. Và ở hai bên của trụ nhé, chúng ta còn có một cái khoảng đua ra rất là lớn như này, sau này gia chủ có thể để thêm những cái hệ thống cây cảnh này hay là hệ thống bồn cây có thể rất là đồ sộ đặt ở hai bên, nhìn cho ngôi nhà cũng sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tiến gần hơn một chút để khám phá công trình này nhé. Quý vị thân mến, và trước khi mà chúng ta bước vào bên trong ngôi nhà thì ta sẽ đi qua một hệ thống cửa chính. Cửa chính đây thì sẽ được làm bằng chất liệu đó chính là gỗ lim lâm phi, có lục đẽo tất cả những cái họa tiết hoa văn trang trí này làm nổi bật phần cửa của chúng ta. Và ngoài ra thì ở bên trên này thì sẽ có những hệ thống pano kính chạy xung quanh cửa, vừa có tác dụng là trang trí cho cửa mà bên cạnh đó thì giúp là đảm bảo được cái yếu tố là thông thoáng này, cũng như là mang cái nguồn ánh sáng từ phía bên ngoài vào. Và còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển vào trong công trình để chúng ta tham khảo thêm nhé. Và với diện tích là 30m² thì chúng ta sẽ đến với phòng khách đầu tiên. Thì với cái khoảng không gian rộng lớn như vậy thì đã kết hợp cái không gian tâm linh với cả là không gian phòng để tiếp khách rồi. Thì Ngọc Huyền thấy sao khi mà bước vào một căn phòng rộng rãi như thế này? Cái ấn tượng đầu tiên khi mà bước vào không gian này thì cảm giác nó rất là mát mẻ và thông thoáng nữa. Thông thoáng bởi vì là với một cái diện tích khá là lớn khoảng tầm 30m² thì gia chủ đã để một cái bộ bàn ghế ở phía bên này. Không phải là chúng ta sẽ để cái bộ bàn ghế mà nó ở cả phía bên này nhá, mà gia chủ sẽ để hết cái ghế ở một phía, đúng không? Để tạo cho cái không gian ở phía trước này một khoảng rất là rộng để chúng ta có thể là di chuyển cũng đi lại. Và ngoài ra khi mà chúng ta đặt dài những cái băng ghế như vậy thì chúng ta theo dõi tivi cũng sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều, không phải mỏi cổ khi mà chúng ta phải quay ra chúng ta nhìn. Và Ngọc Huyền có để ý thì ngoài cái hệ thống bộ bàn ghế gỗ này thì ở phía bên trên gia chủ thì cũng đã có là trang trí thêm một cái bức tranh. Đây là bức tranh mừng thọ, con cháu thì sẽ làm cái bức tranh rất là lớn như thế này để mừng thọ ông bà. Đây là cũng là một trong những cái bức tranh rất là ý nghĩa, đúng không? Thể hiện được cái sự lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Và quý vị thân mến, phía bên trên công trình của chúng ta đó chính là một cái phần trần làm bằng trần thạch cao rất cấp với tất cả những cái đường nét cực kỳ là uyển chuyển với những cái đường nét hoa văn, thì nó rất là phù hợp với cả là phong cách tân cổ phía bên ngoài rồi, nó sẽ tạo cái sự đồng nhất từ ngoài công trình vào phía bên trong. Và ở xung quanh cái trần thạch cao của chúng ta còn có một cái hệ thống đèn led chạy dọc kết hợp với cả là một cái quạt trần ở ngay phía giữa trần nữa, nó sẽ giúp cho cái không gian của chúng ta mát mẻ hơn rất là nhiều khi mà chúng ta sử dụng trong không gian như này. Và tiến gần hơn một chút thì chúng ta sẽ đến với không gian tâm linh của cả ngôi nhà. Đây thì chính là không gian phòng thờ. Có rất là nhiều mọi người hay thắc mắc ấy, khi mà xem các số phát sóng của chúng tôi trước đây, là tại vì sao mà trong các căn nhà mà cao tầng thì phòng thờ thì lại đặt ở ngay phía dưới tầng 1, mà tại sao chúng ta lại không đặt trên tầng 2 hay là trên tầng cao nhất? Thực ra là chúng ta cũng đều có một cái ý nghĩa nhất định, đó chính là gia chủ của chúng tôi thì là một người mà trong căn nhà này ấy, thì gia chủ này muốn có ý định là xây dựng cho bố mẹ để ở. Còn gia chủ chúng tôi thì sẽ không ở đây đâu ạ. Mà bên cạnh đấy thì chỉ là khi mà dịp lễ Tết về này hoặc là có dịp gì đó thì con cháu mới hội tụ về đây thôi. Còn toàn bộ ở căn nhà này chỉ có hai ông bà ở. Chính vì thế khi mà chúng ta đặt cái bàn thờ phía dưới khu vực tầng 1 này thì sẽ thuận tiện cho các bác trong việc thờ cúng này. Và bên cạnh đó thì khi mà chúng ta đặt bàn thờ phía dưới này vào các dịp lễ, dịp Tết này, chúng ta bày biện hoa quả trang trí lên đây này, thì khi chúng ta bước vào căn nhà thì cảm giác cái không gian vô cùng ấm cúng. Đúng rồi, cái phong cách tân cổ thì lại phù hợp với cả là những người cao tuổi, và cái việc bài trí những cái nội thất phía trong công trình nó cũng phải làm sao cho nó phù hợp, thì cái điều này nó cũng đã thể hiện được cái sự tinh tế của kiến trúc sư cũng như là gia chủ khi mà bố trí những cái nội thất như này rồi.
Và đến với không gian phòng ngủ đầu tiên của tầng 1 thì chúng ta sẽ có diện tích đó chính là 14,2 m². Thì trong này chúng ta đã bố trí được đầy đủ những cái nội thất để sử dụng rồi, từ một giường đôi này, một tủ quần áo, một cái đôn để đầu giường và ngoài ra còn có két sắt nữa. Và ở đây thì chúng ta còn có một cái ô cửa sổ rất là lớn hướng ra phía trước của ngôi nhà để chúng ta có thể đón nhận được nhiều nguồn ánh sáng. Và không chỉ là cái cửa sổ hướng này đâu mà hướng kia của chúng ta cũng có thêm một cái cửa sổ nhỏ nữa để có thể đón nhận được nhiều nguồn ánh sáng từ hai hướng khác nhau. Và ở phía trên trần của chúng ta cũng đang sử dụng đó chính là trần thạch cao kết hợp với cả hệ thống đèn downlight nữa. Thì cái việc này nó sẽ giúp cho toàn bộ cái không gian trong phòng nó sẽ có thể đảm bảo được cái ánh sáng, không một cái ngóc ngách nào mà chúng ta không có ánh sáng cả. Phía dưới sàn của chúng ta cũng sử dụng cái hệ thống gạch rất là lớn, 80x80, đồng nhất với toàn bộ không gian phía ngoài. Nó sẽ tạo ra một cái sự thông thoáng và nhìn không gian của chúng ta nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Quý vị thân mến, vào dưới tầng 1 thì chúng ta cũng sẽ có thêm một khu phòng ngủ nữa. Phòng ngủ bên kia, bạn kia vừa giới thiệu, đó chính là phòng ngủ cho ông. Còn phía bên này thì sẽ là khu vực phòng ngủ dành cho bà. Ở phòng ngủ bên này thì sẽ có diện tích là 14,6 m². Trong khu vực này của chúng tôi thì cũng sẽ có bố trí một hệ thống giường ngủ, một tủ quần áo. Và đặc biệt thì bên này cũng sẽ có thêm một hệ thống kệ tivi nữa, để cho bác gái có thể là giải trí này, xem tivi này, xem thời sự hàng ngày này, và một không gian riêng tư hơn, có thể nằm ở giường để xem tivi. Và trong không gian này của chúng tôi thì có thiết kế gia chủ là hai cái hệ thống cửa sổ ở phía hai bên để giúp điều hòa không khí cũng như là mang ánh sáng tự nhiên từ phía bên ngoài vào. Và khi mà bác gái chúng tôi ngủ trong không gian này thì sẽ không có cảm giác bí bách, chật chội hay là khó chịu. Và đến với phòng bếp của chúng ta với diện tích là gần 25 m², thì tại đây chúng ta đã có thể bố trí được một cái hệ bàn bếp rất là lớn, rất là dài rồi. Với hệ bàn bếp theo hình chữ L thì nó sẽ giúp thuận tiện cho cái quá trình chúng ta sử dụng. Khi mà gia chủ có thể đứng ở đây này, vừa có thể sử dụng bồn rửa, vừa có thể sử dụng bếp nấu trong cùng một lúc mà sẽ rất là thuận tiện. Và ngoài ra nữa thì sau này gia chủ có thể bố trí thêm một cái bàn ăn ở vị trí giữa này để có thể thuận tiện cho cái việc ăn uống ngay sau khi nấu nướng. Và khi bước vào không gian này thì Ngọc Huỳnh có để một cái chi tiết, đó chính là toàn bộ này, hệ thống tủ bếp trên này và cũng như hệ tủ bếp dưới này thì đều được làm bằng chất liệu, đó chính là gỗ công nghiệp lõi xanh. Ở phía bên ngoài thì sẽ có phủ thêm một cái lớp acrylic bóng gương, thì nó sẽ làm không gian bếp của chúng ta trở nên bóng hơn, sáng hơn và nó sẽ làm nổi bật cho không gian này. Đặc biệt thì cái mặt bàn bếp này thì sẽ được ốp bằng chất liệu, đó chính là đá kim sa này, có tác dụng là chịu nhiệt, chịu lực vô cùng tốt. Và phía bên trong nữa thì có một cái chi tiết rất là tinh tế là chúng tôi có ốp bằng cái chất liệu, đó chính là gạch granite vân mây, để khi mà các bác có nấu nướng trong khu vực này này, dầu mỡ có vô tình bắn lên ấy thì cũng sẽ không làm cho cái không gian chúng ta này trở nên rất là mất vệ sinh, đúng không ạ? Và đặc biệt thì rất là dễ dàng việc lau chùi nữa. Đúng vậy, và chúng ta có thể nhận thấy rằng là tất cả những cái yếu tố đó đã giúp cho phòng bếp của chúng ta rất là sạch sẽ, đúng không? Bởi vì là chúng ta thường xuyên có thể lau chùi này, và ngoài ra thì kết hợp với cái điều đó thì toàn bộ những cái cánh cửa tủ của phòng bếp đều sử dụng cái cánh cửa trơn, không có những cái tay nắm, thì nó sẽ giúp cho cái không gian của chúng ta nhìn nó sẽ bớt rối mắt hơn và nhìn nó sẽ sang trọng hiện đại hơn rất là nhiều. Và ngay phía bên này thôi, còn kết hợp với cả là một cái cửa đi để ra sảnh phụ nữa. Thì cái việc này nó sẽ giúp cho không gian phòng bếp dễ dàng lưu thông không khí hơn, hạn chế những cái khói mùi trong cái quá trình chúng ta nấu nướng này. Và cái việc mà chúng ta di chuyển thực phẩm từ phía bên ngoài vào trong phòng bếp sẽ không bị lo là rơi rớt những cái thực phẩm bẩn ra phía ngoài công trình của chúng ta. Và bên trong không gian bếp này của chúng tôi thì phía bên trên trần thì cũng sẽ được sử dụng bằng chất liệu, đó chính là trần thạch cao không xương chìm, kết hợp cùng với hệ thống đèn LED, đèn online nữa. Và phía giữa thì chúng ta sẽ có thêm một hệ thống quạt trần để có thể là mang lại toàn bộ luồng gió mát cho không gian bên dưới. Chưa hết đâu ạ, ở phía dưới sàn nhá, thì chúng tôi sẽ ốp bằng chất liệu, đó chính là gạch granite vân mây, thì có những cái đường vân vân rất là nổi bật này, với màu xanh và màu xám. Thì thứ nhất là khi mà chúng ta bước vào không gian này thì cảm giác cái ngôi nhà chúng ta trở nên vô cùng mát mẻ này. Và cái không gian này thì sẽ được ốp bằng cái chất liệu là gạch 80x80 ấy, thì nó sẽ làm không gian của chúng ta thêm cái phần rộng rãi hơn. Và đặt ngay cạnh phòng bếp đó chính là một cái khu vực nhà vệ sinh chung cho toàn bộ gia đình. Nhà vệ sinh chung này thì chúng ta có diện tích là 5,6 m², với toàn bộ những cái tường bao xung quanh đã được ốp gạch men đá lên cao đến kịch trần này, để hạn chế cái sự tích tụ vi khuẩn cũng như là những cái mảng tường mà nếu như mà chúng ta sơn ý, thì sẽ rất dễ bị bong chóc, bởi trong này là cái không gian của chúng ta bị ảnh hưởng bởi hơi nước cực kỳ là nhiều. Và tất cả những cái công năng phía bên trong cũng đã đều đầy đủ, từ lavabo này, bồn cầu cho tới vòi đầm sen. Và nhà vệ sinh chung này đặc biệt bởi hai hệ thống ô thoáng hai hướng khác nhau thì nó sẽ giúp dễ dàng điều hòa không khí hơn, lưu thông những cái luồng khí mà sẽ bị mùi trong cái nhà vệ sinh như thế này, sẽ giúp cho cái quá trình chúng ta sử dụng cảm giác sẽ thoải mái hơn rất là nhiều.
Và trước khi chúng ta di chuyển lên tầng 2 thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái hệ thống cầu thang với cái bề ngang rất là rộng rãi như này, thoải mái để hai người đi có thể tránh nhau. Và ngoài ra nữa thì mặt bậc và cổ bậc được thiết kế với hai màu sắc khác nhau, tránh cái việc là chúng ta bị bước hụt này hay là vấp ngã trong quá trình chúng ta di chuyển. Và ngay phía khu vực lan can cầu thang thì sẽ được sử dụng bằng cái chất liệu của chính là tay vịn là bằng gỗ lim lăng phi để đảm bảo được cái sự an toàn trong cái mọi thành viên khi đi trên thang này. Và bên cạnh đó thì nó sẽ đồng nhất với toàn bộ phong cách tân cổ điển của ngôi nhà. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển lên tầng 2 để tham khảo những cái công năng phía bên trên nhé. Và đến với không gian tầng 2 của chúng ta thì chủ yếu là cái không gian để sử dụng cho phòng ngủ riêng tư cho toàn bộ thành viên trong gia đình với số lượng lên tới 4 phòng ngủ liền. Phòng ngủ đúng không ạ? Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng với Ngọc Huyền khám phá phòng ngủ đầu tiên trên tầng 2 nhé. Phòng ngủ này thì có diện tích là 15,6m2. Trong không gian này của chúng tôi thì sẽ là một cái căn phòng ngủ mà dành cho một gia đình, đó chính là người con trong căn nhà này đấy ạ. Ở phòng này thì sẽ có một hệ thống giường ngủ này. Bên này thì sẽ chính là một cái khu vực để bàn làm việc. Còn khu vực này thì sẽ là cái nơi để bàn trang điểm. Ở đây chúng tôi có để ý là cái khung tranh ảnh cưới này của các con của gia chủ này. Đó. Ở trong căn phòng ngủ này của chúng tôi thì sẽ có hai hệ thống cửa sổ. Một hệ thống cửa sổ hướng ra phía trước căn nhà và một hệ thống cửa sổ ở phía bên hông. Hai cửa sổ này sẽ có tác dụng là lưu thông không khí này cho căn phòng của chúng ta thêm thông thoáng hơn. Đặc biệt là trên khu vực tầng 2 này thì ở dưới sàn này thì chúng ta đã sử dụng bằng cái chất liệu đó chính là gạch giả vân gỗ. Quý vị có thể nhìn thấy nó không có kém cạnh so với gỗ tự nhiên cả. Nhưng bên cạnh đó thì nó sẽ đảm bảo được phần độ bền này, chống cong vênh này, co ngót hay là mối mọt này. Và đặc biệt là chống chịu nước vô cùng tốt. Và khi mà chúng ta bước vào không gian này, khi mà cái nền gạch nhá được ốp bằng gạch giả gỗ thì nhìn cái phòng ngủ của chúng ta nó sẽ trở nên ấm cúng hơn rất là nhiều. Và phía bên trên trần này thì vẫn sẽ được sử dụng bằng chất liệu là trần thạch cao cùng với những hệ thống đèn là downlight chạy dọc như thế này để mang lại luồng ánh sáng cho căn phòng. Và phòng ngủ tiếp theo sẽ nằm ngay ở phía bên này. Phòng ngủ này thì sẽ là cái phòng ngủ được mệnh danh là phòng ngủ có diện tích rộng nhất là 17,5m2. Trong không gian này của chúng tôi này thì cũng sẽ có một hệ thống giường ngủ, bên kia làm tủ quần áo cũng như là một cái khu vực để bàn trang điểm. Và trong căn phòng này của chúng tôi thì ngoài hai hệ thống cửa sổ, một hệ thống cửa sổ ở phía bên sau ngôi nhà và một hệ thống cửa sổ phía bên hông thì sẽ còn có ưu ái thêm một cái hệ thống cửa nữa. Cửa này thì sẽ kết nối liên thông ra ngoài khu vực ban công ở phía bên hông nhà. Đấy. Từ khu vực ban công ngoài này thì có thể thấy được là toàn bộ cái tầm view xung quanh này. Ở phía kia là núi non trùng điệp này, còn phía bên này thì sẽ là cây cối này. Một cảm giác một cái căn nhà mà có cái phần ban công như thế này thì có thể là một cái nơi để chúng ta có thể là ra đây hóng gió này, cũng như là một không gian để chúng ta có thể là ra đây này đứng hút thuốc này thì cũng rất là phù hợp đúng quý vị. Và đến với khu vực nhà vệ sinh chung của tầng 2 thì chúng ta sẽ đặc biệt là ở cái hệ thống đèn ở đây. Nếu như mà quý vị có thể theo dõi rằng là với hệ thống 3 màu khác nhau thì đèn downlight ở đây nó sẽ giúp cho cái quá trình chúng ta sử dụng nó sẽ cảm giác là cảm thấy thích thú hơn rất là nhiều. Và ngoài ra nữa thì toàn bộ những không gian 5,6m2 như thế này cũng đã bố trí được đầy đủ những cái nội thất từ lavabo này, bồn cầu cho tới vòi tắm sen. Và đặc biệt rằng là tất cả đều đồng nhất với cả nhà vệ sinh chung tầng 1 thì nó sẽ dễ dàng cho cái việc chúng ta đi các đường điện, đường nước. Và ở đây cũng có hai cái hệ thống ô thoáng khác nhau sẽ giúp điều hòa cái không khí nó thoải mái hơn. Và đến với phòng ngủ thứ 3 của tầng 2 thì chúng ta với diện tích là 14,6m2 cũng đã đầy đủ từ một cái tủ này, bên cạnh đó là một cái giường đôi cũng như là một cái bàn để học tập nữa. Và ở đây thì chúng ta có hai cái ô cửa sổ theo hai cái mảng tường khác nhau thì nó sẽ giúp cho cái quá trình chúng ta sử dụng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều khi mà chúng ta có thể kết nối với cả không gian bên ngoài này. Chúng ta mở ra để có thể lưu thông cái không khí bên trong căn phòng. Và phía bên trên trần của chúng ta cũng sử dụng đó chính là trần thạch cao với hệ thống đèn downlight nữa. Và đến với không gian phòng ngủ cuối cùng của tầng 2 thì với diện tích là 14,2m2 chúng ta cũng đã đầy đủ tất cả những cái nội thất để có thể sử dụng rồi, từ một cái nệm mà có cái diện tích đủ cho hai người nằm này, bên cạnh đó là cái tủ quần áo và ngoài ra thì còn có một cái đôn đầu giường nữa để giúp cho căn phòng của chúng ta gọn gàng hơn rất là nhiều khi mà chúng ta có thể để được rất là nhiều đồ vào trong những cái hộc tủ này, cũng như là kết hợp với cả một tủ quần áo nữa thì nó sẽ giúp cho căn phòng của chúng ta sẽ đáng sống hơn. Và ngoài ra ở đây chúng ta cũng có một cái cửa sổ để hướng ra mặt tiền của ngôi nhà. Khi mà chúng ta nhìn ra phía trước này có thể nhìn thấy rất nhiều những cái núi non và bên cạnh đó là những cái quang cảnh phía trước ngôi nhà. Và như đã giới thiệu với quý vị ở đầu video rồi rằng là ngôi nhà này xung quanh đều là những cái vườn tược thì nó sẽ giúp cho chúng ta cảm giác là sẽ xanh hơn rất là nhiều khi mà nhìn ra phía bên ngoài.
và ở phía dưới sàn của chúng ta cũng lát, đó chính là bằng sàn đá, nhưng mà đá này cũng đã được sử dụng, đó chính là đá giả vân gỗ. Thì cái việc cái cảm giác mùa đông chúng ta sẽ có cái cảm giác là ấm áp hơn rất là nhiều, còn vào mùa hè thì lại có cái cảm giác là mát mẻ hơn. Quý vị thân mến, và không gian cuối cùng của căn nhà thì đó chính là cái khu vực ban công ở phía trước căn ngôi nhà này. Và hiện tại thì chúng tôi đã có mặt ở khu vực ngoài này rồi, thì không biết là Kiên có cảm nhận như thế nào cảnh sắc xung quanh đây. Khi mà đứng tại đây này, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều cái ngọn núi cực kỳ là cao, một cái nét đặc trưng của Ninh Bình rồi. Và ngoài ra nữa, khi mà chúng ta đứng tại đây có thể cảm giác được cái không gian, không khí từ phía bên ngoài tràn ngập vào trong cơ thể rồi. Và không gian này của chúng tôi nhá, thì ở phía dưới ấy, cái phần khu vực này thì cũng sẽ được ốp bằng cái chất liệu đó chính là gạch giả vân gỗ. Còn toàn bộ cái hệ thống lan can như thế này ấy, thì sẽ được sử dụng bằng cái chất liệu đó chính là cái sắt hộp sơn tĩnh điện được uốn nghệ thuật. Kết hợp cùng với lại hệ thống bên trên nữa thì sẽ có một cái tấm một cái dàn lam bê tông được sơn trắng, thì nó sẽ giúp là che chắn mưa gió cho khu vực phía bên dưới như thế này. Và cái việc chúng ta kết hợp với cả là lam bê tông với một cái kính cường lực ấy, thì nó sẽ giúp cho cái không gian chúng ta sẽ hạn chế cái tác động của mưa gió khi mà chúng ta đứng tại đây này, không lo bị ướt. Và ngoài ra đây cũng chính là một cái điều mà quý vị cần phải lưu ý nhé, rằng là chúng ta tạo một cái độ dốc làm cho mái sẽ hạn chế cái sự tù đọng của nước mưa, gây tích tụ những cái rong rêu rồi là bụi bẩn. Đây là một cái điều cực kỳ là quan trọng nhé. Quý vị thân mến, như vậy là Ngọc Huyền cũng như là Ngô Kiên đã vừa giới thiệu cho quý vị công trình của gia đình anh Hướng có địa chỉ tại Ninh Bình. Và nếu như mà quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc muốn Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, hãy nhanh chóng liên hệ số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.